Câu chuyện mà tôi thích nhất là về anh David Fox, người sau này có pháp danh là Hằng Kim. Thầy là người Mỹ đầu tiên xuất gia làm tỳ kheo. Và thầy là một người rất cao to, một người rất thiện lương, rất mạnh mẽ, luôn thích vui vẻ. Và hồi thầy còn trẻ, lúc đó hẳn là khoảng chừng 20 tuổi, thầy quyết định xuất gia. Thầy thích đùa giỡn. Và ở gần thầy rất vui. Thầy là một người rất vui vẻ, rất thoải mái. Và khi sư phụ nói nếu con định làm tu sĩ, con không thể lúc nào cũng hi hi ha ha được. Con phải giữ oai nghi nghiêm túc. Vậy nên mỗi khi thầy bắt đầu đùa giỡn, hoặc là bật cười, hay thậm chí đôi khi mỉm cười, sư phụ sẽ khiển trách thầy trước đại chúng và hỏi, con đang làm gì vậy? Con là kiểu tu sĩ gì vậy? Và tôi nhớ vào một ngày Chủ nhật. Vào ngày Chủ nhật, chúng tôi thường mang một món ăn đến chùa để thọ chay. Sau đó, sư phụ sẽ giảng kinh và kể chuyện. Vào ngày Chủ nhật đó, lúc đó anh David Fox xuất gia chưa được bao lâu, với pháp danh Hằng Kim, thầy đang ngồi kiết già trên đó ngay kế bên sư phụ. Trong lúc sư phụ đang giảng kinh, tôi nhớ là sau khi giảng kinh xong, sư phụ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện rất hài hước. Tôi không biết bạn có từng trải qua chuyện này chưa, nhưng sư phụ cũng là người hài hước nhất mà tôi từng gặp trong đời. Sư phụ có thể vô cùng dí dỏm. Vì thế, sư phụ kể chúng tôi nghe hết chuyện này đến chuyện khác, và chúng tôi đều cười phá lên. Và chúng tôi phải kiềm chế để không cười lăn cười bò trên sàn. David, thầy Hằng Kim vẫn ngồi trong tư thế kiết già. Thầy ấy phải cố gắng đứng nhìn, mình sẽ không cười. Thế rồi cuối cùng thầy không chịu nổi nữa, và thầy bật cười. Sư phụ hỏi, con đang làm gì thế? Con cười cái gì vậy? Đó là ví dụ về việc giúp người nào đó thay đổi tập khí. Change their habits. Ba ngàn oai nghi, tám vạn tế hạnh. Ba ngàn oai nghi này vậy từ đâu mà có? Từ đi, đứng, nằm, ngồi. Tứ đại oai nghi này, đi cũng có oai nghi, ngồi cũng có oai nghi, đứng cũng có oai nghi, nằm cũng có oai nghi. Tôi thường nói, đi như gió, đứng như cây tùng, ngồi như quả chuông, nằm như cây cung, đi như gió thổi. Phong ở đây nghĩa là gió. Gió trong gió. Chữ gió này không phải là gió bão, cũng không phải là gió lốc. Nếu quý vị đi nhanh gần như chạy, cho dù nó không phải là gió bão thì cũng là gió lốc, như gió lốc trong trời mưa bão, gió lốc thì cực mạnh. Đi thì không phải như vậy, quý vị nên đi như gió thoảng, không làm lay động mặt nước. Gió thoảng là cơn gió nhẹ nhẹ. Một cơn gió thoảng không làm lay động mặt nước, như thể không hề gợn sóng. Mặc dù có gió thổi nhẹ nhẹ, nó không tạo gợn sóng trên mặt nước. Đó là loại gió chúng ta đang nói tới. Đứng như cây tùng, lúc đứng thì như cây tùng, thẳng tóc. Sau này quý vị cũng cần phải thay đổi cách ngồi. Đừng ngồi như thế này nữa. Đừng ngồi cúi đầu khom lưng như lưng con lạc đà. Quý vị trông chẳng có một chút sức sống nào, như người vật vờ thiếu ngủ vậy. Đứng ưỡn thẳng ngực và thẳng lưng lên. Đừng khom lưng khi bước đi, cũng đừng cúi đầu.
Đừng cúi đầu xuống, hãy ngẩng cao đầu khi bước đi. Khi quý vị cúi đầu xuống thì chỉ nhìn thấy mặt đất, thấy địa ngục. Đừng cúi đầu thấp mà hãy ngẩng đầu cao lên. Nhưng cũng đừng ngẩng đầu cao quá, đừng làm như vậy, phải như thế này. Đây gọi là oai nghi, trong tứ đại oai nghi. Đừng nhìn đông ngó tay khi đi đứng. Đừng tùy tiện liếc dọc liếc ngang. Đừng nhìn đông ngó tay như thế này. Khi quý vị nhìn đông ngó tay như thế này, thì cảnh sát nhìn thấy nhất định sẽ nghi ngờ quý vị muốn chọn đồ. Trông như quý vị đang dò xét xem có người chung quanh không. Người đó nhất định nghi ngờ là quý vị sắp đột nhập vào nhà ai đó. Bởi vậy, hãy lưu ý đừng nên có những cử chỉ như vậy. Đứng như cây tùng, đứng tại chỗ đó, thẳng như một cây tùng, không hề cong vẹo. Ngồi như cái chuông, ngồi tại chỗ đó như một cái chuông. Quý vị có thấy không? Cô quả phổ này tôi thấy cô ta nhiều lần. Cô ta ngồi rất đẹp. Cô ta ngồi thẳng như cái chuông, nằm như cây cung. Đây là tư thế tay tựa má, tay theo hông, được gọi là tư thế nằm cát tường. Nằm nghiêng về bên phải, lòng bàn tay phải tựa vào má phải, để tay theo hông là đặt cánh tay trái dọc theo hông trái. Hai chân hơi cong nhẹ như hình cánh cung. Nằm như cây cung, giống như cây cung để bắn, cung của cung tên, giống như dương cung. Đó là tứ đại oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Tứ đại oai nghi, trong tứ đại oai nghi, mỗi oai nghi có 250 điều lệ. 250 điều lệ khi đi, 250 điều lệ khi ngồi, 250 điều lệ khi nằm, 250 điều lệ khi đứng. Đi, đứng, nằm, ngồi. Mỗi oai nghi có 250 điều lệ. Đây là những chi tiết tường tận. Mỗi loại oai nghi có đến 250 điều lệ. Nhưng như thế, quý vị thấy đó thật không có đơn giản như vậy. Vì thế, 250, 4 lần 250 hợp lại thành bao nhiêu? Thành 1.000. 4 lần 250 hợp lại là 1.000. Đó là 1.000 oai nghi như đã nói ở trên. 1.000 oai nghi thời quá khứ, 1.000 oai nghi thời hiện tại, 1.000 oai nghi thời vị lai. Đây gọi là 3.000 oai nghi. Ha ha ha,